Lịch thi đấu World Cup 2018 ngày mai 30 tháng 6. Messi hành hạ hàng thủ Pháp, Bồ Đào Nha gặp khó Uruguay. Tri thức vô tận xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 ngày mai 30 tháng 6 rạng sáng mùng 1 tháng 7. Đây là lượt trận đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2018, gồm 16 đội mạnh nhất cạnh tranh 8 tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Các trận đấu tại vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7. Mỗi ngày sẽ diễn ra 2 trận vào khung giờ 21 giờ và 1 giờ rạng sáng hôm sau. Lịch thi đấu World Cup đêm 30 tháng 6 rạng sáng mùng 1 tháng 7. 21 giờ ngày 30 tháng 6, Pháp gặp Argentina, tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV Thể thao. 1 giờ ngày mùng 1 tháng 7, Uruguay gặp Bồ Đào Nha, VTV3 và VTV3 HD. HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. Nhận định các trận đấu: Pháp gặp Argentina, 21 giờ ngày 30 tháng 6. Vòng 16 đội World Cup 2018 sẽ được khai màn với trận đại chiến mà không ai có thể bỏ lỡ giữa Pháp và Argentina. Dù toàn thua trong cả 4 lần chạm trán trước đây với đội tuyển xứ Tango, nhưng phong độ đáng thất vọng hiện tại của Messi và các đồng đội đang giúp Pháp được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào tứ kết. Nhận định Pháp: bất bại trong cả 3 lượt trận tại vòng bảng và có được vị trí số 1 cùng tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên đội Pháp vẫn chưa khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng bởi rõ ràng màn trình diễn của Pogba và các đồng đội là chưa thuyết phục. Gà trống Gauloa đã vất vả mới có được 2 chiến thắng nhọc nhằn trước Úc và Peru ở 2 lượt trận đầu tiên, chỉ thắng sát nút 2-1 và 1-0, sau đó là một trận hòa không bàn thắng trước Đan Mạch ở lượt trận cuối. Tình hình hiện tại khiến thầy trò The Champ bị đặt nhiều dấu hỏi về cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Chạm trán Argentina ở vòng 16 đội, chắc chắn đây là một thách thức thực sự dành cho đội tuyển Pháp. Nhưng rất may cho nhà vô địch thế giới năm 1998, khi đối thủ của họ ở thời điểm hiện tại đang có phong độ thậm chí còn tệ hơn. Nhận định Argentina: may mắn có được chiến thắng trong những phút cuối trước Nigeria để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng sau Croatia. Argentina sẽ phải đụng độ rất nhiều đối thủ mạnh là tuyển Pháp ở trận đấu tiếp theo. Tại World Cup năm nay, Messi và các đồng đội đang trình diễn một bộ mặt rất đáng thất vọng. Có vẻ như họ đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực để rồi không còn là chính mình trong trận đấu tại vòng bảng. Nhưng dù sao thầy trò huấn luyện viên Sampaoli cũng đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất và bây giờ là lúc tập trung toàn lực cho vòng loại trực tiếp. Không được đánh giá cao bằng đội tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại, nhưng lợi thế dành cho Argentina là thành tích đối đầu trong quá khứ với gà trống Gauloa. Trong lịch sử, hai đội đã chạm trán nhau tổng cộng 4 lần và Argentina có thành tích toàn thắng. Hơn thế nữa, đội tuyển Pháp cũng không chơi quá tốt tại vòng chung kết World Cup năm nay. Vì vậy, cơ hội để Messi cùng các đồng đội giành chiến thắng là điều hoàn toàn có thể. Nhất là khi những áp lực của đội bóng Nam Mỹ đã phần nào được giải tỏa sau khi vượt qua vòng bảng. Trận Uruguay gặp Bồ Đào Nha, 1 giờ ngày 1 tháng 7. Uruguay là đội duy nhất tại vòng bảng World Cup 2018 không nhận bàn thua nào trong 3 trận vòng bảng. Với sự kết hợp của Diego Godin và Jose Guizmet, Uruguay đang có sự kết hợp rất chất lượng giữa một già kinh nghiệm và một trẻ đầy tài năng. Bên cạnh đó, những hậu viện biên của Uruguay cũng thi đấu rất chắc chắn, góp phần không nhỏ trong việc giành được 3 chiến thắng tuyệt đối trước Ai Cập, Ả Rập Xê Út và chủ nhà Nga. Đó thực sự là điểm tựa không nhỏ khi đối đầu với Ronaldo và Bồ Đào Nha. Ronaldo nguy hiểm như thế nào? Chắc Godin và Gilmet đã quá rõ qua những trận derby thành Madrid ở La Liga. Chính vì vậy, huấn luyện viên Oscar Tabaret hoàn toàn có cơ sở để bắt chết siêu sao người Bồ Đào Nha. Khả năng không chiến của Godin sẽ là chìa khóa ngăn chặn những tình huống cố định của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Uruguay cũng phải hết sức dè chừng trước những nhân tố X như Ricardo Quaresma, Andres Silva bên phía Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể xuất hiện phút thăng hoa. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại đang lo lắng cho khả năng phòng ngự. Đại diện bán đảo Iberia đã thủng lưới đến 4 bàn qua 3 trận vòng bảng, trong đó có 3 bàn ở trận ra quân với Tây Ban Nha. Uruguay sở hữu hai giọng súng chất lượng là Luis Suarez và Edinson Cavani hoàn toàn có thể tỏa sáng. Chính vì vậy, bộ đôi Pepe và Fonte cần giữ được sự tập trung tối đa cho trận đấu này. Những trận đấu đã qua, bộ đôi này vẫn chưa có được sự ăn ý trong lối chơi và thường để các tiền đạo của đối thủ có cơ hội. Pepe sẽ có cơ hội đối đầu với Suarez. Đây là cuộc đối đầu rất thú vị
khi hai cầu thủ chẳng ưa gì nhau thời khoác áo Barca và Real. Lối đá của Suarez cũng chẳng quá xa lạ với Pepe, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp như vậy, cả hai huấn luyện viên chắc chắn sẽ có khoảng thời gian thăm dò và chờ thời cơ. Trong quá khứ, hai đội từng đối đầu với nhau hai lần và thường có hai bàn trở lên. Tuy nhiên trận đấu gần nhất đã cách đây 46 năm và khó lòng lấy đó làm thước đo. Một thông số đáng chú ý là từ World Cup 1930 cho đến nay, Uruguay có tổng cộng 19 trận đá knockout. Trong 19 trận đó, có đến 14 trận có tổng số bàn thắng không nhiều hơn 2 bàn. Với Bồ Đào Nha, họ có tổng cộng 8 trận knockout kể từ World Cup 1966 đến nay. Trong 8 trận có 7 trận không nhiều hơn 2 bàn thắng. Rõ ràng đó là những con số đủ chất lượng để thấy rằng đây khó lòng là cặp đấu có nhiều bàn thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Vòng 1/8 World Cup 2018 sạch bóng châu Phi, báo chí Senegal không phục kết quả. Chứng kiến đội tuyển nước nhà bị loại vì luật fair play, báo chí Senegal đã tỏ ra không phục với kết quả này. Chứng kiến Ai Cập, Maroc, Tunisia, Nigeria lần lượt phải nói lời tạm biệt World Cup 2018, bóng đá châu Phi dồn hết hy vọng vào Senegal trong lượt đấu cuối cùng. Thực tế đoàn quân áo xanh cũng chỉ cần một trận hòa trước Colombia là đủ quyền đi tiếp, nhưng thất bại 0-1 đã khiến họ phải dừng bước. Trận này Senegal đá không tồi, nhưng trong thời khắc quyết định, họ đã để đối thủ vươn lên và không thể nào lật ngược được tình thế. Đèn đủi hơn cho Mane và các đồng đội là họ bị loại bằng hiệu số fair play kém hơn Nhật Bản khi đã có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại. Chứng kiến cảnh châu Phi sạch bóng ở vòng loại World Cup 2018, tờ Al-Afrika giật tít đầy bi thảm. Colombia kết liễu hy vọng World Cup của châu Phi cùng với kết luận tất cả các đội châu Phi đều là những kẻ thất bại. Báo chí Senegal cũng chung cảnh đau khổ với việc bị loại đáng tiếc của chủ nhà. Tờ Winsport đặt tiêu đề một thắng, một hòa, một thua và Senegal bị loại. Trong khi đó trang Liran chỉ thốt lên Senegal bị loại gọi World Cup 2018 bởi fair play. Trang này trích thêm, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup chứng kiến một đội bóng bị loại vì chỉ số fair play. Tờ Senegal tỏ ra không phục khi đội nhà phải dừng bước theo cách này. World Cup 2018, Senegal bị loại, nỗi thất vọng của sư tử với luật fair play của FIFA. Như vậy, sau trận đầu tiên của World Cup 2018, châu Phi không còn đại diện nào đi tiếp. Trong khi đó châu Á có duy nhất Nhật Bản, Nam Mỹ có 4 đại diện, Bắc Trung Mỹ có 1 và 10 đội đến từ châu Âu. 16 đội bóng qua vòng bảng World Cup 2018, Uruguay, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch, Croatia, Argentina, Brazil, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mexico, Bỉ, Anh, Colombia, Nhật Bản. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhận định Uruguay gặp Bồ Đào Nha World Cup 2018, Suarez bùng nổ tiễn Ronaldo về nước. Vượt qua bảng đấu World Cup 2018 một cách đầy khó khăn, Bồ Đào Nha chỉ có được vị trí thứ hai tại bảng B và phải chạm trán đối thủ mạnh Uruguay ở vòng 16 đội. Đây hứa hẹn là một thử thách thực sự với Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội, bởi đội bóng Nam Mỹ đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Nhận định Uruguay, toàn thắng 3 lượt trận tại vòng bảng, ghi được 5 bàn và không để thủng lưới. Thành tích này đủ để chứng minh Uruguay là một đối thủ đáng gờm với các ông lớn ở giải đấu năm nay. Hai lượt trận đầu tiên, hàng công của Uruguay đã tỏ ra khá vô duyên trước các đối thủ yếu như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út, chỉ thắng 1-0. Nhưng ở lượt trận cuối, Suarez cùng các đồng đội đã tìm lại được chính mình khi hạ gục đối thủ Nga 3 bàn không gỡ, qua đó giành tấm vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Công bằng mà nói đây là bảng đấu khá dễ thở với đại diện Nam Mỹ và thuốc thử thực sự với họ đến ở vòng 1/8 khi đối thủ là một Bồ Đào Nha đầy bản lĩnh, được đánh giá có lối chơi thuyết phục hơn nhà đương kim vô địch Euro ở thời điểm hiện tại. Nhưng chắc chắn, Uruguay thừa hiểu Bồ Đào Nha khó chịu và thực dụng đến thế nào với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Nhận định Bồ Đào Nha có được 5 điểm giống như Tây Ban Nha và cùng hiệu số cộng 1, nhưng rất đáng tiếc cho Bồ Đào Nha khi họ là đội ghi ít bàn hơn đội tuyển xứ Bò Tót.
Vì vậy họ đành ngậm ngùi đi tiếp với vị trí thứ hai tại bảng B. Hệ lụy cho sự thiếu may mắn này là việc CR7 cùng các đồng đội sẽ phải chạm trán đối thủ rất khó chịu Uruguay ở vòng 1/8. Tuy nhiên nên nhớ rằng Bồ Đào Nha luôn chơi hay hơn khi thi đấu với các đối thủ mạnh, bằng chứng là trận hòa 3-3 trước Tây Ban Nha ở lượt trận ra quân. Mặc dù vậy, các cổ động viên Brazil châu Âu vẫn có lý do để lo lắng bởi hàng thủ của họ đang có màn trình diễn thiếu chắc chắn kể từ đầu giải đến giờ. Trong khi đó, Uruguay luôn đáng sợ với bộ đôi tấn công thuộc hàng khủng là Cavani và Suarez. Tuy nhiên, hãy nhìn cái cách mà Bồ Đào Nha đăng quang tại Euro cách đây 2 năm để hy vọng rằng Ronaldo sẽ giúp đội tuyển nước nhà tiến sâu tại World Cup 2018. Dự đoán tỷ số trực tuyến Uruguay gặp Bồ Đào Nha 2-0, nghiêng về Uruguay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.